Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình gọi là mình sẽ hướng dẫn với tất cả các bạn cách tính một cái diện tích ABCD là hình hành trong không gian OXYZ. OXYZ ngày Yến là không gian 3 chiều gồm có trục hoành, trục tung và trục cao. Được chưa? Trục hoành thì tương ứng là tung là hoành độ, trục tung là tương ứng là tung độ và trục cao tương ứng là cao độ, được chưa? Thì bước đầu tiên để mà có công thức tính diện tích của một cái hình bằng hành ABCD, mình sẽ vẽ một cái hình đây ra như thế này, được chưa? Đặc điểm của hình bằng hành là hai cái cạnh này song song và hai cái cạnh này song song và cạnh này với cạnh này bằng nhau và cạnh này với cạnh này bằng nhau, ok chưa? Rồi thì mình sẽ chỉ nói về công thức thôi nha các bạn. Các bạn dựa vô công thức và các bạn áp dụng đúng công thức. Còn bạn nào muốn chứng minh ủa tại sao diện tích hình hành hồi xưa mình học ở cấp là cấp 1 nó khác với lại cấp 3 thì các bạn có thể comment, mình sẽ hướng dẫn một cái đoạn clip riêng khác để cho các bạn biết được ở công thức đó từ cấp 1 nó chui lên đây, được chưa? Rồi diện tích của ABCD, diện tích hình bình hành ABCD sẽ bằng độ dài của độ dài tích có hướng của hai vectơ được tạo bởi các cạnh của hình bình hành thôi các bạn. Và đặc điểm của hai cái vectơ này có cùng điểm gì ạ? Cùng điểm đồng, được chưa? Vậy ví dụ mình không thích AB thì mình sẽ thích là độ dài tích có hướng của vectơ BA đi, được chưa? Vậy chắc chắn hàng ngày sẽ là B gì? BA đây, vậy sẽ còn chỉ là BC thôi, được chưa ạ? Tích có hướng của hai vectơ, độ dài tích có hướng của hai vectơ, các bạn hình dung không ạ? Đó, đặc điểm là phải cùng điểm đầu nha các bạn, và không được lấy những cái đường chéo nha, chỉ lấy những cái cạnh này để tạo ra được là công thức thôi nha các bạn. Rồi lấy ví dụ cho hình bình hành ABCD có điểm A 1 2 1, điểm B là 2 3 0 và điểm D 3 1 0, được chưa? Điểm A có nè, điểm B có nè, điểm D có nè. Vậy dựa vô cái hình thì mình sẽ thấy được mình có vectơ A AB và vectơ A AD, thỏa mãn một điều đó là nó cùng điểm đầu. Vậy mình sẽ tính được vectơ AB, được chưa? Tính vectơ A AB, vectơ AB sẽ lấy tọa độ điểm sau trừ tọa độ điểm đầu. 2 - 1 bằng 1, 3 - 2 bằng 1, 0 - 1 lấy -1. Tiếp vectơ AD, AD lấy 3 - 1 ra 2, 1 - 2 ra -1, 0 - 1 ra -1, ok chưa? Bước tiếp theo các bạn sẽ tính được tích có hướng của hai vectơ này. Để tính tích có hướng thì các bạn dùng quy tắc alpha nha các bạn. Rồi đây, tích có hướng sẽ có hoành độ, tung độ và cao độ. Để tính được hoành độ thì các bạn che hoành độ của hai vectơ này lại và dùng quy tắc alpha. 1 - 1, 1 - 1 rồi trừ 1 - 1 ra được là gì ạ? Đây là 1 - 1 là -1, trừ ba dấu trừ ra dấu trừ, 1 - 1 ra 1, vậy gây ra -2. Tiếp tục để tính được tung độ thì các bạn che tung độ lại, 1 - 1 - 1, 1 - 1 - 1, được chưa? Dùng quy tắc alpha 1 - 1 trừ 2 - 1, đây 1 - 1 -2 - 1, vậy đây là -1, trừ với trừ thành cộng 2, được ra là 1. Đặc điểm của tích có hướng thì tung độ sẽ thêm dấu trừ ra 1 đúng không? Thêm dấu trừ ra -1, nếu nó ra là -1 thêm dấu trừ thành là +1 nha các bạn. Tiếp cao độ thì bạn che cao độ lại, 1 - 1, 1 - 1, 1 - 2 - 1, 1 - 2 - 1 quy tắc alpha. 1 - 1, 1 - 1 -2 - 1, vậy là 1 - 1 là -1, 2 - 1 là -2, vậy ra -3. Sau đó các bạn sẽ tính được độ dài của tích có hướng. Độ dài của nó sẽ bằng căn hoành bình phương cộng tung bình phương cộng cao bình phương, được chưa? Căn hoành bình phương cộng tung bình phương cộng cao bình phương, ra kết quả là 419, là ra được căn 10, căn 14 nha các bạn. Căn 14, mình xin lỗi, căn 14. Rồi áp dụng đúng công thức, diện tích hình hành sẽ bằng độ dài tích có hướng của hai vectơ cùng điểm đầu, vậy sẽ bằng là căn 10, 14, căn 14 các bạn, căn 14, được chưa? Căn 14, đơn vị độ dài diện tích, được chưa? Rồi, thôi xin chào bạn, gặp lại tất cả các bạn. Các bạn nào còn vướng mắc gì thì các bạn hãy comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Rồi, xin chào bạn, gặp lại mọi người, bye bye.